Kính thưa con ha, thì hiện tại em đang ở miếng vườn lớn đó mà con. Hiện tại là đang xịt thuốc chăm cây này là cây kế cuối. Nó có nghĩa là xong cây này, thêm một cây nữa là chuẩn bị làm trái hàng bảy nha con. Đó, con coi vàng lá nè, làm gì ok cho con. Đó, hiện tại là đang cho xịt thuốc ở bản ha. Đó, mấy chú đang xịt thuốc bản và đi dài dài một vòng chia sẻ cho bà con về vàng lá trước và lát quay hút xịt thuốc gì cho bà con mình xem sao. Đó, sau khi gãi hữu cơ xong, Hải em có nói là hữu cơ nãy lâu tan nè bà con. Nó gãi đây nè, cái viên hữu cơ Na Uy nãy rất là lâu tan ha. Đó, thì có sao em chia sẻ vậy. Đó, thì gãi tới giờ tưới tới giờ nó cũng chưa có bung luôn. Còn riêng hàng bỉ Hà Lan, bỉ Hà Lan rồi hai thằng gì đó thì nó mau tan hơn Na Uy này ha. Thì Na Uy này loại nhuyễn nó thì nó dễ tan hơn. Đó, đi đi một vòng chia sẻ cho bà con về đang phun hút trước và vàng lá này kia rồi sẽ vô quay thành phần hút cho bà con mình xem sao. Đó, quay xuôi mặt trời vàng lá nhìn thấy nó bóng ghê chưa con. Đó, cử này sẽ thuốc bệnh luôn ha, vàng lá lụa rồi, mở lụa rồi, tranh thủ sẽ thuốc bệnh vào mùa mưa này và sẽ thuốc bệnh gì rồi một lát mà bà con mình đón xem luôn ha. Đó, và sẽ thuốc bệnh này là đang làm một cái mẹo, đó chính là mình xịt thuốc mà mình kiểu như là mình xịt cho nó dư nước xíu, tầm khoảng 20-25 lít nước một cây để cho nó rớt xuống cái mô này luôn heo con. Đó, rớt xuống mô này và mình tưới nước và mình khỏi đổ hút bệnh hoặc gã hút bệnh gì luôn. Đó là một cái mẹo của bài anh em ở đây đang chuẩn bị làm và em có mặt ở tại miếng vườn này và để chia sẻ mang tới những kinh nghiệm lớn để chia sẻ cho bà con mình xem. Đó, nếu mà em mà không được đặt chân vào đây thì cũng không có những kinh nghiệm này kia đâu cho mình xem đâu ha. Hiện tại là đang phun hút đẳng rồi con. Đó, vàng lá cho bà con coi nè, nó sổ ra lần vàng lá chiếc này nhìn thấy đỉnh ghê chưa, lợp đều chân hỏm cho cắt tỉa trong lỏng chân rồi mà chiếc này vàng lá quá đỉnh rồi. Miếng vườn của ông anh này phải nói là quá phê ha bà con. Đó, về phần cắt học thì cũng đã cắt học xong chân ha. Đó, này kia đồ nước đằng cho chảy hết rồi. Tính lại đặng cái anh xịt thuốc cho bà con mình xem cái mà cái cần xịt thuốc xịt này kia rồi mà đi chưa tới ha. Đó, để đi tới cho bà con mình xem xịt thuốc bệnh nó sẽ như thế nào và kỹ ra sao thì để chia sẻ mình xịt kỹ kỹ nha. Đó, đang xịt thuốc bệnh theo con. Vàng lá nào mà con thấy không, khủng khiếp không. Cây cần này để em đi lại đặng chút xíu rồi con ơi. Bài hút hồi quá. Xịt những thành phần này là thành phần những cơ cuối này là phải thành phần quỷ diệt đâu không ha. Nó là thành phần gốc sâu mạnh, gầy mạnh chứ không có chơi yếu yếu nào con. Đó, rất là hôi luôn. Phải tính phải đeo khẩu trang ngon quá. Nó hiểm bịt mũi lại nói chuyện hơi nhỏ mà con không cảm ha. Đó, đang xịt đó nào con. Xịt là một cây tầm khoảng 20 lít nước có ha. Mình cho nó rớt xuống trong mô rồi mình tưới nước mình xả lại luôn, ướt nhẹp hết ha. Đó, quay chia sẻ rồi con mình bắn tới đọt hết heo con. Đó, đọt ha, dư sức ha. Xịt một cây lượng nước 20 lít nước bà con nói nhiều nhưng mà thực chất cái cây này rất là bự ha. Phà tới đọt chân rồi. Những cây đọt cuối này là phải xịt như vậy heo con. Nó ghê chưa, phải cả máy bay mà vô đây xịt thôi, đi về nghỉ đi xịt trên đọt không à. Ở dưới tầng ngay đây rồi sao quản lý được mấy con sâu gầy nấm bệnh được, mấy nén này còn xịt còn không lại huống hồ chứ máy bay. Nó em làm clip này kia rồi chắc tao quýnh em chết ha. Đó, chia sẻ này kia rồi. Rất là thiệt tình. Đó, máy bay vô đây không có thấm ở trong chèo trong thân đâu, chủ yếu là quơ trên cái đọt đó thôi. Nó đang xịt này kia rồi rất là kỹ và chia sẻ cho con mình xem để đánh giá về cái vàng lá đẹp hay không. Nói chung ở ngoài thì nó đẹp rồi, còn mà về trong thì nói chung cũng phải có lá này lá kia. Nó những lá này nó sẽ rụng hết, em mới vũ là nó rụng theo con. Đó, cho nên bà con đừng có sợ đối với cây nhỏ mà có một số hai lá này mà lá đại trong mà nó rụng như vậy mà bà con cầm mấy lá này ra bà con mua hút vậy xịt thì thành ra ngay cái đợt mà nó đi đọt mà nó đào hai lá này mà con mua hút về mà bà con xịt thì thành ra là nó nóng cái đọt, nó không có đi đọt được luôn. Đó, thì chia sẻ đâu đó em nói rất là nhiều trên clip. Bắn thì ghê chưa, chừng hơi già chừng hơi đứng bệnh bắn là bên đây nãy giờ em đang hửi một lượng hút cũng rất là nhiều ha. Đó, cả kỹ sư đồ ra đây rồi làm này làm kia rồi hửi hút đi rồi biết. Đó, biết được hút có hoạt chất gì hôi như thế nào. Nãy em pha hút ở trong nó bay bột ra mà nó kiểu như có bịch khẩu trang luôn mà nó luồn luồn trong cổ họng mà nghe hơi đắng đắng luôn là bà con biết hơi ghê ghê ha, là bịch hút bệnh đó bà con.
nó bột quá nhiều, thật sự bịch khẩu trang luôn mà nó luồn trống hàng sao ha, mà nó rất là hôi ha, không có đường nào kỹ đâu. Đó, nói chung thì trước sau cũng về hai tấc đất, tới đâu thì hay tới đó, kỹ được giờ nào kỹ, nhưng mà kỹ là vô cái ngày vườn này là không có kỹ được ha. Đó là một người nông dân bình thường thì phải là đảm nhiệm trách nhiệm này kia đồ. Nếu bây giờ mà mình sợ này kia đồ thì ai làm những công việc này đó, thì năng suất ở đâu có này kia đồ. Nói chung là phải đánh đổi tuổi thọ của mình để đổi lại những cái đồng tiền. Đó, mình sống trên cõi trần gian này là y chang như tạm bợ thôi, trước sau gì hai tấc đất, nói chung mình làm sao mà những công việc mình cảm thấy lương tâm mình đừng gây gắt là được rồi ha. Nó như đời em nói vậy thì chắc bà con cũng hiểu. Nó những loại hút gì phân gì này kia đồ thì nói chung thì cũng gán làm sao mà cho nó có cái tâm nhất có thể. Đó, quay nhiều khi em quay clip này kia đồ, có nhiều bà con nói em bán hút thật sự. À, ai nói thì nói, nhưng mà em làm ở cái lương tâm em có thì nói chung em chia sẻ rất là mạnh dạn, không có sợ kiểu như này kia đồ người ta nói ha. Nó không có ai đâu mà rảnh mà bán phân hút mà đi ra đây mà đi quay như vậy đăng clip lên cho bà con mình xem. Nó tại vì em đam mê bên cái nghề này, mà thấy bà con này kia đồ bị cái vụ mà này kia đồ không biết rồi trên hội nhóm này kia đồ rồi không biết rồi thành ra rồi người ta giả phân hút rất là nhiều, cũng rất là tội nghiệp bà con. Tốn tiền mà nó tốt không nói gì, mà tốn tiền mà nó không tốt nữa rất là tội nghiệp ha. Gọi là tiền mất tật mang ha. Đó. Còn những mà em đi vườn nhiều đang phun lên về rồi sao mà quảng cáo hút cho con được hả? Kỹ như hút em quay ra là có nghĩa là xong, là cho sử dụng xong. Đạt thì ít bữa em sẽ nói là đạt, còn không đạt những loại hút đó làm không đạt em nói không đạt. Như nãy hữu cơ em nói là cái clip trước em có gãi hữu cơ miếng vườn này là phân hữu cơ Na Uy, em nói nó lâu tan thì đến giờ thì nó cũng là lâu tan ha. Nó cũng khoảng tầm rồi, nó mới hơi bung nhẹ nhẹ nè. Nó thì có sao em nói vậy, rất là chân thật, rất là thực tế cho con mình làm vườn. Nó thì quay hút thì cũng cách thức cũng xịt vậy rồi thôi, để em đi vô tiến hành đi vô quay dài dạng cây cho con mình xem một lần nữa, và đi vô chia sẻ cho bà con mình những loại hút gì đang hiện tại đang chuẩn bị xịt miếng vườn này. Nó là hiện tại đang xịt luôn chứ không có chuẩn bị ha. Loại hút gì thì để chia sẻ cho con mình xem ha. Đó, con cho con coi này, dàn lá coi những cây cuối này nó rất là phê, nó rất là đã luôn ha, không có gì mà để chê hết ha, xào ngoằn ngoài hết ha bà con. Nó dàn lá hay đỉnh ghê chưa. Phân này kia đồ hãm DB DB sữa này kia đồ, em nói chung mấy vườn này em làm clip rất là nhiều. Nó chứ không phải như hôm nay có nhiều số, có nhiều một số bà con hôm nay xem cái vườn này nói thằng này quảng cáo phân hút này kia hầu nhớ, nhưng mà thật sự những người mà xem em từ hồi đó giờ là em quay miếng vườn nào là người ta đã biết miếng vườn đó là của người nào. Nó của ông anh thì em nói của ông anh, của em thì em nói của em. Nó này kia đồ đỉnh hay không là những người mà xem lâu thì người ta sẽ biết, còn mà những người mà mới vô xem á, người ta đánh giá cái miếng vườn này mà can về mà nói 4 năm, nó gốc bành bành thôi mà nói 4 năm, tay chân bành bành nói 4 năm không tin. Nó còn mà những người nào mà đã xem từ đó giờ thì em quay miếng vườn này lên cái là người ta đã đánh giá được rồi về cái độ mà chịu chơi, chịu chi, chịu đầu tư. Nó phân phướng hút men, nó như miếng vườn này 350 cây đi mà em nói một lần xịt thuốc 7.500 lít nước, mà có nhiều bà con mới vô xem nói trời ơi xịt thuốc gì đâu 7.500 lít nước dữ à. Ví dụ bà con muốn xịt ít thì bà con xịt ít, mà để mà được vàng lá vậy thì bà con đừng có đòi hỏi mà tại sao mà tôi xịt hút. Ví dụ như mấy người mà đang xem á nói tôi xịt 350 mà vàng lá vẫn vậy, thì cứ việc bà con cứ việc sử dụng ha. Những loại phân hút rồi quá ok rồi, còn mà bà con nói mấy vườn này xịt 7.000 lít nước mà nó dữ quá rồi tôi xịt có 3.000, nhưng mà để so sánh lại cái vàng lá nha bà con. Nó vàng lá và vàng cây đồ như thế nào, chăm sóc làm sao và độ tuổi ra sao ha. Đó. Đi dài thì vàng cây nào nó cũng đỉnh chứ không phải mà em lựa mấy cây đẹp em quay ha. Đó, nhìn thấy ok ha bà con. Em đi ngẫu nhiên đi dài xuống luôn và sẵn vô và quay hút cho bà con mình xem luôn. Thì rất mong bà con cho em một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực ra nhiều video hơn và để chia sẻ tới nhiều bà con thêm hiểu biết hơn ha. Đó. Nội coi cái kênh của em không mà nhìn vườn lá cây này cây kia, vườn này vườn kia nó cũng phê dữ lắm rồi, chứ nó phê mà nó sướng trong bản thân, nghĩ như là có động lực để mình chăm sóc cây thêm tốt hơn. Còn mà kiểu như mà coi những kênh khác rồi vô chỉ ví dụ như là mua sản phẩm này mua sản phẩm kia về xài đi tốt lắm, coi cái hành ra nó kiểu như là nó bị không có thực tế đó. Còn em đi là quay cho con chiêm ngưỡng cái vàng lá, nó là không phải vào phe nha, nhưng mà quay đi chiêm ngưỡng. Hồi đó xấu em vẫn quay lên vàng lá xấu, đẹp em vẫn quay lên đẹp. Lúc lá lụa này là lúc lá mơn mởn nhất, phê nhất. Còn mà lúc mà đi đọt thì những lúc đỏ rộ nhất. Đó, và vàng lá đen là những vàng lá
được chăm sóc kỹ nhất và dàn lá không bị gầy là dàn lá mà gọi là kiểu như là quản lý tốt nhất. Nó có nhiều phân khúc này kia đồ đó, nội đi quay dàn cây không mà bà con ngồi xem không, bà con cũng thấy cái miếng vườn mình cảm nhận như là mát trong lòng, vừa bụng này kia đồ, nó đã ghê chưa. Đi đại diện luôn chứ không phải như là đi kiểu như lựa cây, mấy clip kia cũng y chang vậy luôn chứ đi chi lựa cây cho bà con mình dài dài tới luôn, có lựa đâu. Nó mà dàn cây vẫn đẹp không, mà dàn cây này em đi nó đẹp là đẹp, dàn cây này em nói là cần phải chăm sóc là cần phải chăm sóc lại ha. Mấy dàn lá này nó chưa có bắt hữu cơ đâu cho nên nó chưa đen đâu, nó mới lụa thôi, từ từ sẽ chăm sóc ô bế xịt xong một cử hút bệnh này đi rồi thấy dàn lá nó dày lên ha, và cái độ mà phản chiếu ống ánh lại ha, đã lắm rồi con. Đó, trồng cây cách cây 7 mét rồi con, có nhiều con hỏi thắc mắc, ủa không biết miếng dừa trồng mấy mét thì 7 mét ha, mà giờ nó đã đụng tàn hết trơn rồi. Nó cho bà con có những ý định sau này mà trồng 6 mét mà trồng mảng hon thì nên xem xét lại ha. Đó, vấn đề sau này tàn nó bung đụng là vấn đề là đương nhiên ha con. Nó nè quay lá gậy thì vẫn có lại lá gậy, lá sâu vẫn có lá sâu, chia sẻ thực tế cho con luôn, chứ có mà nói lựa chọn cây đẹp đâu. Đó, cây này xấu nè, mất đọt rồi nè, mà giờ cái dàn nhánh nó ra nó vẫn lợp lại nè, cái dàn nhánh thì dàn như năm bàn tay lên vậy nè con, mất cái đọt mà nó vẫn ra mấy nhánh lực. Đừng có chê cây này nha, cây này bèo bèo vừa mang khoảng 80 kg phẻ đó bà con. Đó, còn mấy cây bên đây không biết năm tới không biết mùa này làm trái lấy lực khoảng nhiêu ký một cây đây, bao nhiêu trái thì từ từ miếng vườn này em đảm bảo bà con là em sẽ cập nhật giai đoạn làm trái trực tiếp, là kỹ như em để tập 1 cho tới tập cuối cắt trái cho bà con mình xem luôn, và phun hút những loại phân hút gì và đầy mũ ra sao là em sẽ làm riêng, để tiêu đề tập 1 cho tới tập 4 mấy 5 mấy gì đó là cập nhật cho bà con xuyên suốt miếng vườn này luôn ha. Thì cũng mong bà con đăng ký kênh để ủng hộ em theo dõi và có động lực ra nhiều video, và giờ em sẽ vô em quay hút cho bà con mình xem ha. Đó, để em vô nơi quay hút luôn. Để quay hút cho bà con xem cử xịt lần này, nãy em nói là quản lý sâu rầy và bệnh ha. Đó, thì trước mắt vô là mình đã thấy bịch thuốc bệnh ha bà con. Bịch thuốc bệnh này là bịch Gimin. Đó, để em để ra cho bà con xem cái bột màu này hút bệnh nè. Một bịch này là 1 kg cho pha cho 500 lít nước, vừa phòng bệnh và vừa chỉ bệnh luôn ha bà con. Tại vì nó có thành phần gì? Đó là thành phần Magoyet và Metalaxy. Nó nhưng mà nó là bột màu xanh ha. Bịch này cũng có bột màu vàng cho những bà con nào không thích bột màu xanh ha. Nó thì nó là Metalaxy 8% cao hơn cái bịch Gidomin Gold. Nó Gidomin Gold nó chỉ 4% nhưng mà không phải gì em so sánh, nhưng mà hàng Gidomin Gold thì nó là hương hiệu của hàng Sinta từ xưa giờ nó cũng hay, nhưng mà hàng hoạt chất này bây giờ thì nói chung là nó cũng cũng có cái thành phần cũng có cái thành phần phụ là Metalaxy. Ủa, không phải là thành phần phụ mà thành phần đăng ký chính luôn là Magoyet và Metalaxy ha. Nó về phần dày thì miếng vườn này là cho sạch bịch dày này, em cũng có làm một clip rồi ha bà con. Dày này là dày thành phần Iyalorit ha, 700g trên ký. Nó nhưng mà bịch này chỉ là 50g. Nó ví dụ mà bịch này mà đóng 100g là có thể là nó nhân liều lượng lên ha, 700g là rất là phê nha bà con. Có nhiều bà con kiếm cái thành phần mà tầm khoảng 300g trên ký Mijarit này là cũng rất là hiếm nha, tại vì nó trộn phụ gia vô kiểu như là trộn thêm thành phần vô cũng rất là nhiều, nhưng mà thành phần là đăng ký tới 700g trên ký là nồng độ đặc trị gầy nó rất là cao ha. Và thành phần Mijarit này là chiên bên rầy xanh, rầy phấn, rầy bông rồi nè bà con, mấy cái con rầy bông trắng trắng thôi nè. Đó, thì hiện tại là đang pha hút ha, cho hai bịch Gimin vào cho 4.000 lít nước. Nó là một bịch tương đương với 500 lít nước ha. Đó, rồi về phần sâu thì đợt này là lựa chọn sâu Sumura, nhưng mà bà con đừng có nhớ tới tên, bà con cứ nhìn vô cái thành phần cho em ha. Thành phần nó là Sibamethin là thành phần 10g trên lít, là thành phần này, thành phần sâu nè. Brofenot là thành phần riệp sáp, sông hơi lưu dẫn và Hiomatsam. Hiomatsam đặc trị trên rìa xanh, nó chai này là chai sâu 3:1 và nó là dạng sữa ha bà con. Nó để cho bà con coi cái nước ở trong, nói chung là em quay là rất là thực tế ha, khui ra pha rồi luôn. Nó nước trong là nước sữa, chai này là ưu tiên. Ưu điểm đó là bà con xịt vào giai đoạn mà kiểu như là mang trái nó rất là mát, mà lại thành phần nó độ rất là cao, brofenot tới 200g trên lít ha. Chết luôn, bụi nó bay ra. Ủa, mà cô Z bay quá trời. Nó thì đây là gầy này đã trộn vô tại vì nó là dạng cớm nha. Đó, và ưu điểm bịch gầy này dạng cớm luôn bà con. Bà con ví dụ mà
đang kiểu như là đang cây đang mang trái, con muốn quản lý đọt kèm với MKB thì có thể lựa chọn gầy dạng cớm này thì nó đỡ nóng heo con. Ví dụ mà lỡ dính trái thì nó cũng đỡ nóng ha. Đó thì để nói lại cái dạng sữa này thì chai này tầm khoảng 150.000 heo con, 150.000 chai này pha cho 400-500 lít nước vẫn được ha. Và rầy này thì tầm khoảng 52.000 một gói. Thì bịch gầy này thì một bột này cho 6 gói heo con, nó cho 6 gói gầy này. Thì đâu đó em chia sẻ rất là thiệt tình cho con mình luôn để cho con mình hiểu ha. Đó, còn riêng bịch thuốc bệnh này là một ký nó tới 365.000, nó cũng không mắc khô gì, tương đương với hàng Vitamin Gold ký ha. Vitamin Gold ký giờ nó tầm khoảng 420-410.000 tùy theo chỗ bán 400-500.000 luôn ha. Nhưng mà hiện tại giờ trên thị trường chắc bán tầm khoảng 410.000 đó bà con. Còn bịch này thì đang bán 365.000, tại nó thành phần metalaxy cũng rất là cao ha. Đó. Rồi một bồn này thì cho chai sâu này là khoảng 2,5 chai ha. Nó 2,5 chai sâu. Đó là đang pha ha con, nước màu xanh này kia đồ để quản lý sâu rồi. Nãy pha bột bay quá trời luôn. Nó thì nãy em cũng đã quay cái dàn sầu riêng này cho bà con mình rồi và đang xịt thuốc luôn rồi. Thì giờ em vô chủ yếu là quay thuốc bệnh gì và để chia sẻ cho bà con thì rất là đơn giản. Cử này là xịt thuốc bệnh là chủ yếu là sâu rầy kèm với bệnh chứ không có kèm thêm dưỡng ha. Tại vì mình đã xịt thuốc bệnh rồi là mình không bao giờ mình kèm thêm thuốc dưỡng hay là combi gì được ha. Có kèm combi được nhưng mà thôi chủ yếu là sâu rầy với bệnh nằm cho nó an toàn. Đó. Thì pha một bồn này nếu mà hệ thống này mạnh là xịt tầm khoảng 4 người, tầm khoảng 45 phút là xong một bồn 1000 lít nước heo con. Đó. Thì em làm video đến đây xin kết thúc ha. Đó, thì em cũng đã chia sẻ cho bà con kỹ rồi, đầu clip em cũng đã quay cây cho bà con rồi. Thì rất mong bà con đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực em ra nhiều video hơn. Đó, thì quay lại dàn cây sơ một lần nữa, chăm sóc những bộ lá cuối cùng này để chuẩn bị làm trái nha con. Khi nào làm trái em sẽ cập nhật miếng vườn này xuyên suốt cho bà con mình xem luôn ha. Đó, thì giờ em cũng xin kết thúc video và chúc bà con một ngày mới làm việc thật nhiều sức khỏe và ra thăm vườn chăm sóc cây tốt hơn ha bà con.